Cô Ngọc xin chào cô chú và anh chị kính mến. Thì hôm nay cô Ngọc chia sẻ cho cả nhà mình một thần cảnh của bà cụ Trần Thị Hoa. Năm nay bà cũng 72 tuổi cả nhà. Trong khi đó giờ bà bị mắc chứng bệnh mà bú bàng quang. Hiện giờ thì bà cũng có đeo một cái túi tiểu ở ngoài cả nhà. Nhìn rất là thay đổi. Giờ cô Ngọc xin mời cả nhà mình cùng vào chia sẻ với hoàn cảnh của bà cụ như thế nào nha. Cái là tím đi rồi cảnh cái của bàn sao đưa cho ổng coi. Dạ con chào bà nha. Dạ bây giờ là bà bị gì mà phải đeo cái bọc đó vậy bà? Dạ bú à, bàng quang bú bàng quang hả? Bàn chân cắt đâm ống ra ngoài là không có đi tiểu được, tới 3 ngày là phải đi đây không. Rồi bây giờ hàng ngày là bà ở đây với ai? Ở mình Ở một mình đó hả bà? Dạ, lấy vé số bán. Rồi bà cũng đi bán vé số hàng ngày vậy đó hả? Ở mấy năm nay rồi đó. Dạ. Cứ mổ qua viện. Dạ, bây giờ bà mổ là coi như đâm cái ống ở đây nè cả nhà. Thấy rất là tội nghiệp bà cả nhà. Bà mổ này là bao Để lâu rồi hả tôi bà? lấy đường xuống. Dạ, được Dạ, rồi bà. dạ, Dạ, đã thấy rồi. được hai còn 2 tháng nữa, 2 năm à. Còn 2 tháng nữa 2 năm hả? Dạ. Một ngoài sưng hết trơn nữa Dạ, mặt ngoài sưng hết trơn rồi. Rồi bữa nay bà không đi bán vé số đi hả? bán mới về Dạ. ngồi đau cái này rồi ăn cháo Bà bị đau răng đó ha. con nó sưng hết trơn rồi cái nổ răng cái cổ họng mình ăn cơm không được Nó sưng rồi nó có lở loét gì không bà? À, cái đó làm như nó lở hả? Dạy con cháu còn gì hay giỏi cho bạn cháu ông ăn con được. Đúng rồi, bà này ăn cơm sao được, ăn đồ mặn vô sao được, nó rác lắm cái này, rác lắm. cái dạ như là nó bị nhiệt miệng vậy đó Đó bà. đúng rồi. Cái này để lát con cho bà cái hiệu thuốc, nếu gần gần đây con để coi con có chạy đi mua được thì đây chạy ra Châu Đốc rồi. Không có, nhà thuốc Tây mét bên đây nè, mà Tây bên mét bên đó này. Dạ. bên chỗ Đông Nam vậy ông ra chút rồi. Để coi có thì lát con mua cho bà một chai, con bà vừa dùng thử Dạ. coi có đỡ không nha. Dạ. Đi, đi chỗ khác. Bà về đây ở là 2 năm hả bà? Dạ. Rồi Đi. sáng giờ bà bán được nhiêu tờ số? 150 vé số. Rồi tiền xe ăn rồi ngày gửi thì bà hay bà. Có nhiêu gửi nhiêu. Dạ. 20, 30 có nhiêu gửi nhiêu. Dạ. Thì bà hai chủ trọ đây bà cũng làm phước thôi chứ bà cũng Dạ. đâu có lấy Hồi tiền của mấy bà bao nhiêu đâu. lúc trước mà chị chưa chết cũng một tay bà Dạ. cũng nuôi bà tay biết Vậy làm là cái người gì mà nãy giờ dì hai kể hả dì hai? thôi khác nữa Dạ bà ở khác nữa đây hả? khác nữa Dạ. tôi mà bây giờ tôi tiệc chú mà mấy người mà ở đây còn một lần kìa cái phòng bên đây nè cái bà đó nha cũng như cô khô không có Dạ. ai cho mướn đâu lại tôi cho mướn Dạ. biết rằng là bà sẽ chết 1 tháng 2 tháng chết rồi vẫn làm đám ma rồi chữ là tôi trừ đi chỗ khác mướn tới bây giờ À, luôn rồi. Rồi bà không có con cháu thì sao bà? có một đứa con có vợ theo vợ mà nuôi vợ 3 4 đứa con đứa lớn thì 37 tuổi từ lâu lâu Bà đó có một người con à hả? 3 người con mà không có vợ ở đi xa Ba người đứa con. nào cũng nghèo bằng hồ á Dạ, ba người con trai hả bà ha? dạ Bà ba có nó ba chết người con rồi lúc nó trai. còn nhỏ xíu Nhưng mà cũng có gia đình rồi hoàn cảnh cũng khó khăn nên thành á thử ra không dạ ở gần dạ mẹ dạ được. dạ Dạ cũng khổ đứa thấy gì nào hay. cũng hai ba ba đứa đau là dạ. có tôi Bà năm nay được mấy mươi rồi bà? bảy 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 hai Bà 72 tuổi hả? Dạ. Bà họ tên đầy đủ là bà họ tên gì? Trần Kim Hoa Bà tên Trần Kim Hoa. Năm nay bà 72 tuổi ha. Dạ. Cái tội nghiệp mà quá trời luôn rồi. Vậy là cái này giờ đeo suốt đâu có bỏ này được hay gì Dạ, hay đem suốt luôn á. ha. Đeo suốt Còn luôn cái này chứ. mà nếu mà mình có tiền mình đã đưa vô được không? Đưa vô đi chết. Vậy hả? Dạ. Ủa là sao Đưa bà? vô là nó nhiễm trùng ở trong là không có phương pháp nào ở ngoài gì mà tới ngày tôi mua đồ sẵn rồi tới ngày tôi đi là tôi lại ống bông chích băng keo bông gòn rồi tới ngày tôi đi thay là tôi đi bệnh viện tôi lại 3 ngày 4 ngày tôi đi thay 1 lần Là 3 ngày 4 ngày mình vô bệnh viện thai hả bà? dạ
bệnh viện luôn Châu Đốc mình nó chạy nè. Dạ. Tôi phải đi xuống với cánh Hồng Quang. Ủa sao ra bệnh viện Châu Đốc người ta không thay cho mình sao? Bác, ông Trạng bác sĩ Trạng nói nếu mà thay vài năm thì lũng bằng quang thì tôi chết liền. Dạ. Thành ra ông mới rằng quá nhiều rồi. Ông mới đưa tôi xuống cánh Hồng Quang. Cánh Hồng Quang là ở đâu? Ở Long Xuyên. Bây giờ thấy là tôi cái đi cái này đi. Bây giờ là thay cái nào à? Giúp thay cái ống này đó hả? Dạ. Nè giúp xuống dưới nó cắt ống này ra nè. Dạ cắt ống nó ra. Ừ. Rồi cái là nó đâm lấy giúp này ra. Rồi đâm lấy cái ống này nè tôi lấy ra. Dạ thôi được rồi bà. Có mua ống sẵn hết trơn. Dạ. Và đi tới đi lui thấy khó khăn lắm. Không dám làm tôi mua sẵn hết trơn làm đi rồi tôi chắc đi. Cái này là cái nước tiểu của mình đó hả bà ha? Dạ. Chứ mình đi cầu nó cũng bình thường. Nhưng mà cái sự đi cầu mình nó khó khăn lắm. Đi nó khó lắm, mỗi lần đi là mệt lên mệt xuống vậy. Dạ. 3-4 ngày mới đi được một ngày. Đi là muốn ra khỏi nhà đất, muốn rủi luôn. Dạ. Sự đi cầu của mình nó khó. Dạ. Người đường tiểu thì nó ra việc ngoài. Thế là ngày nó nghẹt là tôi tính lên đi xuống luôn. Tôi chụp lấy đồ rồi đi thay liền. Tôi đi bán rồi tôi đi thay liền. Dạ. Đường nghiệp cho bà ở cả nhà. Rồi ông cụ hồi đó mất lâu chưa bà? Mất Tết này nó 30 năm. 30 năm rồi đó hả? Dạ. Vậy là lúc đó ông cụ mất bà mới 40 tuổi à? 43 tuổi. 43 tuổi mà bà không bước thêm bước nào nữa hả? Rồi còn cả đống. Dạ. Nghèo lắm, đâu gánh cái mì rồi bán. Rồi đó gánh cái mì bán. Tôi hồi đó tôi bán bánh tét ở ngoài chợ. Bà cho nữa rồi bà ổng bả bắn cái cây mì bào bào ra rồi sắc sợ đó. Dạ. Gánh bán. Bà còn cho tôi tiền làm giúp. Ồ vậy là hồi đó gì hay biết bà lâu biết rồi hả? Biết lâu rồi, biết mấy chục năm nay rồi bà. Dạ. Còn nhỏ tuổi buôn bán. Dạ. Bà ăn cơm đồ cũng bình thường ha. Ăn có một bữa ăn kém không hết. Dạ. Ăn vô rồi nó mệt chứ không cậu ơi, khó chịu hả bà? Dạ. Dạ. Ăn bữa cơm là chén nhiều khi suốt ngày con ăn cơm. Rồi mấy người con của bà có hay về thăm bà không? Lâu lâu nó về mà con đông có đứa nào cũng 3-4 đứa. Rồi lâu lâu cái không có tiền ngày trọ lại xin bên chăm. Ừ gì hay mình nói về đó. Ừ có đóng có để đi rồi có nào có thì đưa cho tao. Dạ. Mẹ này cũng đi bán số hàng ngày vậy đó. Tới đó đứa này nó hùng cho 200 100 đóng. Thì may mắn cho mấy bà cụ ở đây thì cũng gặp được dì hai chú trọ rất là tốt bụng rồi cả nhà. Dạ. Rồi mấy bà cụ này rồi hoặc là đi đâu người ở đây mà nhiều khi không có tiền thì dì hai cũng không nói gì, dì hai cũng không có đòi hay là dì hai cũng không có nói nặng nói nhẹ gì. Có thì đưa không có thôi chứ dì hai cũng không quan trọng vấn đề đó cả nhà. Rồi có những mảnh đời mà bất hạnh nhiều khi ở đây mà tử ở đây luôn, dì hai cũng lo đám ma chay rồi này cái nọ rất là chu đáo. Thì dì hai cũng có nói là bây giờ là cái khu trọ của dì ấy thì chính quyền không có lui tới để xét hỏi gì nữa, tại vì những công việc của dì làm ở đa số là chủ yếu là làm thiện cho việc thiện thôi mà cả nhà. Dạ. Đó cái là cái gì nữa biết bà? Cái nhà cái yeah. Thằng con mà nó thằng con trai năm 30 tuổi nó ở phòng này nó tự nhiên như không nó 30 tuổi sao mà tự nhiên mình mấy nó lỡ chân như con chuột lỡ chân không lỡ hết trơn nguyên da luôn. Tôi cho ở khi nào mạnh trả tiền tôi của... tiền nhà tiền trọ tiền nước gì tôi cũng không lấy hết trơn. Yeah. Rồi sau này cái lột hết trơn rồi ngồi cái ghế không là ấy cái chị nó mới cắt lá chuối á cho. Yeah. Nó nằm xuống như vậy á. Yeah. Ngày chết luôn. Tôi là nuôi cái dân chết không ở đây không nè. Yeah. Để trong nhà. Okay. Chết không nè để làm phước để cái đức lệ cho con cháu hay gì hay ha. Dạ. Yeah. Yeah. Ở đây mình quá nghèo mà. Yeah. Ở đây mình tổng cộng là có được bao nhiêu phòng hả gì hay? 12 phòng bằng phòng. 12 phòng thì dì hai có tổng cộng là 12 phòng trọ. 12 phòng vậy bên đây 17 phòng. Và giờ ở giá hết không, không hả dì? Không có. Yeah. Có thì có dãy này mấy người này ở cố cụ với cái căn đó là ở cố cụ thôi. Chứ mà ở đây có căn mới vô ở cơ mẹ của con bé đó. Yeah. Cũng có cho mướn dinh sàn. Dạ. Yeah.
dân đàng hoàng, dân ấy không nhậu vẹt, không cờ bạc, không hút thích gì hết. Dạ đúng rồi. Tại vì tôi bây giờ tôi lớn tuổi, tôi chỉ cần cái giấc ngủ thôi. Dạ. Cơm ăn có nhiêu đâu, ngày dạ. có hai chén nè. Dạ đúng rồi, nhiều khi vô đây mà ăn nhậu rồi ca hát ông sùng đó rồi ảnh hưởng giấc ngủ của gì cái thứ nhất, dạ. cái thứ hai nữa rồi mấy dạ. người lớn lớn tuổi ở đây đâu có được đâu. Ở đây đa số là người lớn tuổi với người dân lao động không dạ. mà giấc ngủ người ta rất là quan trọng. Vậy là hằng ngày gì đi bán vé số là gì lội bộ đi đó hả gì dạ, hả bà? Dạ, rồi, dạ, bà. Tôi nghĩ là bộ đó chứ tôi tin cái lúc này rồi kêu với tôi sẽ lo về. Hằng ngày là bà đi bán vé số là bà lội bộ. Dạ lội bộ hết trơn tỉnh cho đốc mình. Lội bộ hết dạ. giáp cái khu cho đốc hết trơn đó hả? Dạ. Tính ra là cũng nhiều lắm á dạ. ha gì. Bị hết trơn cuốc cái bên kia về gầm 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 từ nào. Khuya 2 giờ bả đi rồi. 2 giờ 3 giờ. 2 giờ khuya là bả đi bán rồi. Ừ, thức sớm vậy bà. Dạ. Giờ đó chắc cũng không ngủ được nữa rồi ha. Không hết ngủ được rồi bắt đầu bận áo rồi lội nón rồi đi. Mà không con không biết gì hay sao chứ con thấy nhiều người lớn tuổi đa số là giấc ngủ là giờ đó là thức rồi đó. Ở 2-3 giờ sáng là thức rồi. Hôm này tôi ngủ không được nha, tới 4 giờ tôi mới vừa mà giờ ngủ mà. Bà 2 giờ là bà đi là tôi nghe bà đi rồi. Dạ. Mở cửa ra cục 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 là tôi nghe rồi. Nằm trong luồng chết nghe chứ. Ngủ không được rồi đó, mang cặp đi. Dạ. Đi tuốt như trò đồ mối rồi bán hết trò mối rồi vòng vòng. Chiều 9 giờ tôi mới về. Tôi mới ngủ. Mỗi lần cái ống này tôi mua có 7.500. Bây dạ. giờ nó 15.000 một cái. Một ống dạ. chỉ 15.000 á? Dạ. Mỗi lần tôi mua có 7.500 vậy. Bây giờ 15.000. Cái ống nó bao nhiêu ngày mình mới thay một lần bà? 3 ngày. 3 ngày mình thay một lần hả? Mới mới thay hôm qua nữa. Bây dạ. giờ còn có nóng một con mua chuẩn bị là bà nói mỗi lần thay là mình đi ra ngoài cho ta thay đó hả? Đi ra đúng cái đứa đồng quan à, cũng rất giả ha. Dạ rồi ở nhà còn có hổng tôi liều gan tôi thay một lần nó chảy máu luôn cứ trời cái đó nguy hiểm liều gan chảy dạ. máu luôn một bịch này luôn cái nước việt cục việt nó đâm lủng thịt nó hết hồn chụp cái gì dở cái bông gòn nó ướt trơn cái này chết rồi rồi dạ. còn đi thay để bà đã chịu khó đi lên đó cho bà thay bà đâm như vậy là chết rồi bà lỡ nó xuống mà quan lũng mà qua bà ngàn ngang luôn dạ yeah. đâm đại vô nó ngạt chịu nổi ngay thôi lấy nhậm đâm đại vô thì sáng sau cái gầm nghiêng ướt trời cái bông gòn ướt trơn luôn cái mòn lót nó ướt trơn rồi một bọc máu luôn hết hồn vía luôn thấy bà ở đây cũng sạch sẽ quá vậy dạ yeah. cái phòng này thấy rộng hơn phòng bà cụ bên kia. À, phòng bà kia nhỏ. Yeah. Phòng bà này lúc trước mà nhà gió công cục đi trong chốt hốt đó. Yeah. Ba phòng tôi sửa lại thành 2 phòng. Yeah. À, mình tôi gọn gãy lắm. Yeah. Tôi đi tôi về chỗ lau nhà sạch sẽ tôi nằm cái này ngủ mà nó mát. Yeah. Mới mua ngày qua 2 ống 30.000. Coi như là hàng ngày bà đi bán là bán một buổi sáng thôi, buổi chiều là mình nghỉ ha. À, như là Phật đút nữa 3 giờ tôi nữa. Tôi bán 9 giờ tôi mới về. Ồ, đi là hết rồi, sáng giờ bà bán hết rồi mà. Dạ, kêu đi đi chạy vé kiếm tiền thêm. À, kiểu như mình đi lấy vé thêm mình bán kiếm tiền thêm hả bà? Dạ. Dạ. Hôm qua kia có tiền qua mượn một tiền bạc nghĩ ngại á tôi yeah. mượn tiền báo tôi đi băng rồi tôi đi về cái tôi mượn vốn của dì hai á hả mượn tiền đi mua đồ á mua cái đó đó dạ yeah. rồi về đi bán rồi về chạy vậy ha dạ yeah. mua bông gòn như lại ống bấm dít keo dạ yeah. bọc đâu mà bà cũng may mắn được vô đây ở với khu nhà trọ của dì hai. Dạ. Chứ gặp ở những nơi khác là cũng hơi vất vả. Sợ lắm. Ở những nơi khác là cũng thấy là qua rồi vất vả. Ở đây tôi đi bán cái số mà trời mưa rồi có gom đầu hết trơn. Có gom dạ. trời mất máng vô trong hết trơn rồi mình mới sợ. Không có sợ mất đồ. Mình đi được có bãi cũng như là người nhà vậy.
rồi có bà nó coi trong không ngoài rồi không có sợ ai vô lấy đồ mà không có sợ mất cái gì. Dạ. Con trai lớn của bà là năm nay được mấy mươi bà? 37. 37 hả? Cũng còn nhỏ tuổi mà ha. Dạ. Là ba người con trai của bà là có vợ rồi hết rồi. Vợ con hết trơn, thằng nào cũng ba bốn đứa. Rồi có biết bà ở đây không? Dạ biết. Dạ. Dạ. Thỉnh thoảng là có hay lại đây thăm bà không? Dạ có. Dạ có chứ ha. Dạ. Dạ. Rồi trước kia là bà ở đâu? Trước kia bà chưa về nên nhà trọ gì hay nè. Trước kia nhà ở vườn A mình đó, thuốc trên Vĩnh Quang á. Là ở ngoài đó mình không có nhà cửa thì sao bà? Dạ cứ có. Bán nhà lo bệnh. Dạ. Nhà hết thì bà bệnh đừng còn. Dạ lúc đó là mình bị cái bệnh này đó ha. Dạ. Rồi nói là đi xuống với bác sĩ nó mổ đem vô 100 triệu. Dạ. Còn tôi nói giờ còn nước còn bát. Bán nhà 100 mấy chục triệu đi anh trển. Ông nói giờ là mổ ăn năm thua. Dạ. Nếu mà để như vậy thì bà cụ còn sống hơi lâu chút. Dạ. Mà còn đem vô thì đợi chừng 3 tháng. Dạ. Là nó tôi hỏi sao ông nói để như vậy ra là đường thông tiểu nó ra ngoài. Còn đem vô thì nó nhiễm trùng ở đường trong là khó các chị. Ở ngoài nhiễm trùng còn miễn cưỡng người ta còn hai ống cho mình được. Còn nhiễm trùng phía trong là cắt lìa hết bụng, cắt lìa không còn gì hết. Yeah. Mau chết. Thì tôi nói vậy thôi đi. Biết ổng biết tình trạng gì là tôi không có bán cái nhà đi. Con thôi còn nước còn bác còn cứu còn mẹ. Thì còn có mình lên tôi đó. Yeah. Thì thành ra thôi. Đi về không có dầu giết cho con tiện mua xe đi làm rồi thôi tôi nói giờ mướn nhà trọ cho mẹ ở vô mà ai ở giờ thành ra mẹ con nó có thằng nào có vợ ở bên vợ có thằng đó ở Bình Dương. Dạ ở Bình Dương ngoài ha bà. Dạ nó bằng hồ Bình Dương còn thằng trên Vĩnh Quang thì nó ở bên vợ nó nghèo á rồi cũng 3 đứa con thằng kia 2 đứa con thằng nào cũng 2-3 đứa. Bây giờ mà 2-3 đứa con là nuôi nó vất vả. Dạ. Ba đứa chắc mấy thằng đó nó sinh 51 hả bà? 3 năm 2 đứa. Trời ơi. Ngày xưa ông bà sinh một lượt 7, 8, 9, 10 người nuôi thấy bình thường thấy gì ai. Ừ. Rồi bây giờ theo thế hệ tụi con mà sinh ra chừng 2-3 đứa nuôi là vất vả. Dạ. Con thấy trên đó có mấy cái bức ảnh đó là của ai vậy bà? Dạ, của ông cái ổng á. Ồ, là chồng bà đó hả? Dạ, còn có mấy bức ảnh. Với là hình của bà phải không? Dạ. Dạ. Có đó kìa đó đi với mấy ông thầu với số mẹ Nam Hải. Không biết đi rồi bà cho đi á. Đây. Mấy cái hình bên đây hình trẻ nè. Của tôi. Vậy đó hả? Trẻ. Bà đó đó hả? Dạ. Bà đó với ông đó. Dạ. Đi. Quay bên bà hai cũng như là bà cái hình của bà hồi lúc này là con bà sáu kìa hồi lúc còn trẻ nè cả nhà à. Bà hồi đó bà cũng rất là đẹp gái cả nhà à. À. Cái đó là thờ cha rồi mẹ. Dạ. Còn cái đó là ông xã. Vậy cuộc sống của bà bây giờ thì bệnh hoạn nữa cũng là khó khăn cho bà, rất là tội cho bà đó nha. Dạ. Rồi bữa nay bà ăn cơm với gì vậy? Bà mua 2 thứ cá coi đó. Dạ đây ha. Dạ. Cá này có bà sa hả bà? Dạ cái cha. Cá cha hả? Dạ. Dạ hai thứ rẻ tiền nên cá kia. Dạ. Dạ hai thứ cá này bà ăn chắc cũng mấy ngày à? 2 ngày chưa hết. Dạ. Hủ qua luộc. Dạ hủ qua luộc hả? À. Luộc dạ. Nem đường bột ngọt chứ. Cái này kiểu như là nấu canh nhưng mà không có thịt. Không có gì. Mà kêu hủ qua luộc. À. Cái này chú. Ổng nói gì nè? Thì nó cái ổng nói đây nè. Dạ. Ừ. Dạ cái ống này để thay hả bà. Dạ.
Làm tôi mua có 7 ngàn. À, bây giờ là 1 ống là 15 ngàn. 15 ngàn. Rồi. Cây, 3 ngày là thay 1 ống này ha. Cây bông gòn thì 100 ngàn. Dạ. Đó tôi mua đủ nè. Rồi đó xuống dưới thay như vậy là nó ăn nhiêu tiền bà ba? 200 ngàn. Thay 200 ngàn. Đồ của mình không? Đem lặng tiền công 200 á rồi. Mình ra luôn á. Nó đem luôn mua đi phải đem gì vậy nè. À, mình đi là mình đem mấy cái vật dụng này theo đấy ha. Mình đem theo bên gì nè. Dạ. Là đủ hết nè. Dạ. Có cái điện trường như vậy đó, đó. Người ta mới giúp đỡ nhiều. Dạ. Nó quay vậy đó. Đi coi như mỗi lần đi thay băng á cả nhà là coi như là đó. Đem đủ đem gì nè. Thứ nhất là một cái ống này dạ. Với là bông gòn này. Dạ, băng keo của mình với cái kim tiêm. Có cái điện trường như vậy dạ. Đó. Dạ. Đó rồi bọc nè, bọc để dành cho nước tiểu nè. Đó, mua. Đó, mua sẵn. Rồi 3 lần bà đi thay một lần vậy là 200 ngàn tiền công. Như bán cái số mà giờ kiếm tiền 200 ngàn đi thay tiền như vậy là cũng cả. Cả một vấn đề đó nha. Mua cây bông gòn thì 100 ngàn để cắt xài nè. Đó, giờ mua cái này sẵn rồi. Mỗi lần đi cái bỏ trong miệng, trong đập đi nè. Đây là xe ôm chở đi hả bà? Như là Phật đi xe đỏ. Đi đến thăm xuyên với lận. Cái xe đỏ đi Hồng Vương á, 65 ngàn. Dạ. Rồi tới đàn bốn mộng xuống. Dạ. Xuống rồi cậu mới đi bộ vô, cậu bán cái số dài dài tới đó rồi vô tổng. Rồi giấu cái số vô cặp rồi người ta thay xong rồi cậu đi ra. Cậu đón xe cậu đi về, còn cái số thì cậu quẹo lên chợ, đi chợ Tây Đốc mình cậu bán hết đi về. Vậy là bà đi là phải đem cái số theo bán luôn. Dạ. Dạ. Đó, mỗi lần đi là phải mang theo đó. Ấm mua sẵn hết trơn á. Dạ. Yeah. Cụ già neo đơn không à cả nhà. Thêm bệnh hoạn nữa. Mỗi lần tôi mua cái này mà con biết không? Nó chỉ có 1.000 đồng mà. Bây giờ 5 cái là 20.000. Cái tờ lên giữ gì đó. Mỗi lần con mua 5 cái nó mới 20.000. Mà ống là cc 5. Con thấy hình như cái lưng của bà bị gù hay gì phải không? Ủa, ổng tôi té gù, bây giờ còn cái chụp hình còn kìa. Dạ. Yeah. Tôi chụp hình cái lưng bây giờ nó đâu có ngay được, nó gù luôn. Vậy đó hả bà? Dạ. Yeah. Đi mua là đủ thịt vật đó. Rồi cái hết cho cái móc tới cả ngày, móc tiền rồi đi mua thêm để đó. Bà lớn tuổi nhưng mà cái nơi ở của bà rất là sạch sẽ cả nhà. Yeah. Và rất là sạch sẽ và lau chùi rồi thường xuyên thành thử ra. Dạ. Nhà thấy rất là gọn đó. Cái túi đó là cái túi đó là mình là nhét vô cái lưng quần đó ha bà ha. Dạ vậy nè, đi bán thì ít ai để ý mà tôi đi á, tôi cũng không có để ý, tôi cũng không biết nói thì dạ. Biết bả nên đeo cái đó vậy thôi, nhưng mà không có chính xác bằng ngày nay là có trúng mà tôi mới biết. Dạ vậy đó hả của bà á. Ở đây bao nhiêu năm rồi? Dạ. Nó mình đâu hỏi, cô biết là biết bả đau như vậy thôi, nhưng mà mình không có sưu tầm tới cái độ mà trực tiếp như vậy, hiện trường như vậy. Mà cụ ở nhà trọ đây cũng bao nhiêu năm rồi, nhưng mà dì hai cũng chưa từng thấy cái túi của bà cụ. Biết nghe bả nói thôi, nhưng mà không có biết rồi. Bữa nay tình cờ vô Nguyễn Ngọc mới quay lên cái hoàn cảnh của bà cụ thì dì hai chủ trọ mới thấy được là bà cụ đeo cái túi nước tiểu bên hông rồi cả nhà. Này chú nói tiểu như mà chú quay như vậy gặp bà Sáu mấy đứa, gặp bà Sáu ngồi ngoài lề đường vậy hỏi rồi bằng cảnh vô như gì rồi bằng ngoại mới dẫn qua đây. Tiểu như chia sẻ ra đặng coi. Rồi khi người ta cho tiền rồi chú đem vô đây chú hỗ trợ lại bên đây. Trời này là chuẩn bị mưa đó rồi, chiều nay chắc bà nghỉ ở nhà quá. Tại vì là Phật cũng có đâu. Chút nữa mà 1 giờ 2 giờ mưa, luôn bán. Mưa bà có mưa bà đi bán nữa. Vậy là gì? Dạ. Khuya là 2 giờ là bà đi rồi. Mưa cũng bận mưa ghê nè. Dạ. Bà phát chưa? Mà thường ngày bà đi vậy là cái túi đó nó có đau đớn gì đó, đi vết thương mình không bà? Đi vậy nè. Mời ngồi xuống ngồi trong bẹp ít được. Dạ. Và đứng vậy nè, đi vậy ngồi nè. Xuống rất là khó đi vậy nè. Dạ rồi á, dụ nó túi này nó đầy
Nó đầy bọc rồi tôi đem bọc lông theo. Ngày là bà đi vậy đó hả? À, đi chậm chậm vậy thôi chứ đâu đi nhanh được hả? Rồi tôi đem... tôi nghe bà nói trời chị hai ơi tôi dậy chết, tôi hỏi gì bà dậy chết. Anh nó nghẹt, tôi hỏi bà nghẹt cái gì? Cái bà nói nè nè nghẹt cái này nè, nghẹt cái này nè. Đó, đi bà nói đó. Vậy á thì mình chỉ biết vậy thôi. Không được. À, chỉ đi là không khum vậy đó. À, đi không khum được. Đó rồi nó đầy. Nó kiếm chỗ kẹt nào đó, thùng rác nào đứng. Bỏ cái này vô thùng rác lấy cái bọc kia chồng lên. Vậy đó hả? Dạ nghe tôi đi bán cái hố tôi đem heo nè. À đi rất là tội nghiệp đó nha. Bệnh tật rồi thành ra đi đứng cũng không được nha. Đứng nữa. Tôi đi bán tôi đem theo nè. Đó. Dạ. Nói chừng nó vô nó đầy bọc cái tôi bỏ cái bọc đó tôi lấy cái bọc này vô cái nước tiểu nó có tràn ướt rồi tôi bỏ miếng bông gòn này ra tôi để miếng bông gòn kia vô cả vấn đề đi mày mới đem theo hộp cũ vậy nè. Hôm nay con đến đây thì con cũng quay cái hoàn cảnh của bà ha, rồi con chia sẻ lên trên cộng đồng mạng đó rồi để cho các mạnh thường quân ở nhà hảo tâm rồi có xem được cái video này con đăng lên đó. À, rồi có ai hỗ trợ được cho bà thì cái đó cũng là cái duyên của bà ha. Dạ. Thì con cũng mong rằng là cái duyên của bà sẽ đến được sớm hơn. Dạ. Cảm ơn cậu. Dạ, con cũng chúc cho bà nhiều sức khỏe nha bà nha. Dạ, với tôi cảm ơn cả dòng đồng bên bên cậu luôn chứ. Dạ, bà. Cảm ơn dì hai bên này. Bà cũng gắng cố gắng nghe. Thì video của Ngọc đến đây thì Ngọc cũng xin kết thúc nữa nha. Ngọc xin chúc cho cả nhà mình được nhiều sức khỏe. Cả nhà nhớ bấm đăng ký cho Ngọc để Ngọc có thêm nhiều động lực đi quay những hoàn cảnh khó khăn chia sẻ cho cả nhà mình nha.